Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho rằng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Mỹ và kết quả của nó có thể đặt ra thách thức và rủi ro cho Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp vào ngày 31 tháng 7, tình hình hiện tại ở Mỹ là một thách thức, có những rủi ro không thể dự đoán trước được. Nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, chúng tôi không biết cuộc đối thoại của chúng tôi sẽ như thế nào. Trước đây nó khá hợp lý, nhưng chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử. Dù vậy, ông Zelensky tin rằng đa số trong Quốc hội Mỹ vẫn sẽ ủng hộ Ukraine. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay. Đầu tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã giành được đề cử của Đảng Cộng hòa vào đầu tháng này và chọn Thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance làm ứng cử viên Phó Tổng thống. Việc ông Trump lựa chọn ông Vance được các quan chức EU mô tả là một thảm họa đối với Ukraine. Ông Vance đã lên tiếng phản đối việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Hồi tháng 5, ông Trump tuyên bố ông sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ và được cho là đã nhắc lại ý định chấm dứt xung đột trong một cuộc điện đàm với ông Zelensky hôm 19 tháng 7. Ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social nói về cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine. Tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Zelensky đã liên lạc. Một khi trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, tôi sẽ mang hòa bình đến với thế giới và chấm dứt cuộc xung đột đã khiến quá nhiều người thiệt mạng và vô số gia đình vô tội bị hủy hoại. Hai bên đều có thể cùng ngồi lại và đàm phán một thỏa thuận, chấm dứt bạo lực và mở ra con đường hướng đến thịnh vượng. Giám đốc truyền thông cho chiến dịch tranh cử của ông Trump là Stephen Chung đã xác nhận rằng đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump nếu ông tái đắc cử. Đài NBC ngày 30 tháng 7 đã tiết lộ thông tin từ cuộc họp giữa các quan chức tình báo Mỹ do Trung tâm ứng phó ảnh hưởng xấu từ nước ngoài tổ chức cảnh báo về khả năng Nga tác động vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Một quan chức tham gia cuộc họp cho biết, Moscow nhìn nhận Phó Tổng thống Kamala Harris như người kế tục của Tổng thống Joe Biden và họ sẽ có những nỗ lực tuyên truyền theo hướng ủng hộ ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Theo NBC, Trung tâm ứng phó ảnh hưởng xấu từ nước ngoài là cơ quan trực thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, có nhiệm vụ chính là đối phó với các chiến dịch tuyên truyền từ nước ngoài. Trong cuộc bầu cử năm 2020, tổ chức này từng kết luận rằng Moscow đã có những chiến dịch nhằm hạ thấp tư cách ứng viên của Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ, đồng thời tuyên truyền ủng hộ ông Trump. Phía Nga sau đó đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc này. Trên thực tế, các quan chức của tổ chức này thường không đề cập trực tiếp đến tên của ông Trump, bà Harris hay bất kỳ nghị sĩ Mỹ nào khi đưa ra nhận xét về cuộc bầu cử. Tuy vậy, trong một cuộc họp vào đầu tháng 7, tổ chức nhận định rằng xu hướng của Nga vẫn không thay đổi so với năm 2020. Theo NBC, Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Điện Kremlin từng nhiều lần khẳng định Moscow sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong khi tiến hành viện trợ quân sự lớn cho Ukraine, Mỹ cũng thực thi kế hoạch củng cố sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cụ thể, hãng thông tấn TASS của Nga cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản ngày 29 tháng 7, Lầu Năm Góc xác nhận đã chuẩn bị hai gói viện trợ vũ khí cho Ukraine với tổng giá trị lên đến 1,7 tỷ đô la Mỹ. Gói đầu tiên trị giá 200 triệu đô la Mỹ bao gồm tên lửa đánh chặn phòng không, đạn dược cho các hệ thống rocket và pháo binh, cũng như vũ khí chống tăng từ kho dự trữ của quân đội Mỹ. Gói thứ hai trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ sẽ hỗ trợ năng lực phòng không cho Kiev theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, gọi tắt là USAID. Lầu Năm Góc cho biết thêm, Ukraine sẽ nhận được đạn dược cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAM, đạn phòng không tầm thấp và tầm trung, tên lửa phòng không RIM-7, các thiết bị tác chiến điện tử, đạn cho hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, đạn cối 120mm, bom có độ chính xác cao, tên lửa thầu, các hệ thống chống tăng Javelin và AT-4, vũ khí hạng nhẹ, vật liệu nổ và thiết bị công phá cùng đạn dược, hệ thống liên lạc an toàn, dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại cũng như nhiều phụ tùng thay thế khác. Theo hãng thông tấn TASS, kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ, Washington đã phân bổ hơn 56,1 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Ukraine, trong đó có hơn 55,4 tỷ đô la Mỹ kể từ tháng 2 năm 2022, thời điểm nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong một diễn biến khác, theo tờ Euromaidan Press, người dân miền Tây Ba Lan đang chứng kiến sự gia tăng lưu lượng xe quân sự ở Mỹ khi quân đội nước này di dời thiết bị từ các căn cứ của Đức đến các cơ sở mới của Pawit.
Cụ thể, quân đội Mỹ đang di rời xe bọc thép từ Đức đến một căn cứ gần Poland, Ba Lan như một phần trong nỗ lực củng cố sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Người dân của các tỉnh Lubusk và Krestopolen đã thấy xe tăng và xe chiến đấu ngày càng tăng trên các tuyến đường địa phương. Tuy nhiên, theo báo cáo, chính quyền khu vực đảm bảo rằng việc vận chuyển này không phải do bất kỳ sự kiện hiện tại nào gây ra. Hoạt động này là một phần của kế hoạch được lên từ trước nhằm di rời thiết bị quân sự của quân đội Mỹ từ các căn cứ quân sự ở Đức đến các nhà kho ở Powys. Hoạt động di chuyển này được điều phối bởi Trung tâm Điều phối Di chuyển của quân đội Ba Lan, diễn ra sau khi Mỹ hoàn thành xây dựng một căn cứ ở Svintopyov, Ba Lan, có thể đóng được 1.000 quân và dự kiến sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 9. Theo Radio Jets, 87 xe tăng, 150 xe chiến đấu bộ binh và 18 đơn vị pháo tự hành sẽ được chuyển đến căn cứ ở Powys, miền trung của Ba Lan. Do các nhà kho ở Powys nằm cạnh sân bay, cho nên nó cho phép di chuyển nhanh chóng thiết bị cùng với đạn dược kèm theo trong trường hợp cần thiết. Trước đây, những khí tài này được lưu trữ tại một nhà kho quân sự ở Mahenim và sự xuất hiện của chúng ở Powys sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện của Mỹ tại Ba Lan. Trước đó, tờ The Star and Strike của Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ hoạt động này đã được bắt đầu từ ngày 28 tháng 6. Kho thiết bị và đạn dược của Mỹ tại căn cứ Powys khởi công xây dựng vào hồi mùa hè năm 2022, sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2025. Lô 14 xe tăng Abrams M1 đầu tiên đã được chuyển đến Powys vào cuối tháng 6 năm 2024. Mỹ thừa nhận rằng họ không thể một mình đảm bảo sự thành công của Kiev trong cuộc đối đầu với Nga. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu James O'Brien đã tuyên bố: "Tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng ta đã không thể một mình chiến đấu trong cuộc xung đột này." Ông O'Brien nói trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Ông nói thêm rằng Washington khi hợp tác với các đồng minh ở châu Âu đang nỗ lực không chỉ trong việc tăng cường hỗ trợ Ukraine mà còn để đảm bảo khẳng định kinh phí được phân bổ cho những nhu cầu này được sử dụng một cách hợp lý. Theo ông O'Brien, Mỹ và các đồng minh NATO đang bắt đầu phát triển một chiến lược mới để tiếp tục tương tác với Nga. Đại diện Bộ Ngoại giao cũng đã đề cập đến tình hình trong bài phát biểu của mình, lưu ý rằng Mỹ đang nỗ lực giúp nước này giành được sự độc lập về kinh tế và năng lượng. Ông nói thêm rằng Armenia gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Nga về năng lượng và kinh tế. Chúng ta cần đa dạng hóa chính sách để Armenia có thể thực hiện được những bước đi táo bạo mà Thủ tướng Nikol Pashinyan đang thúc đẩy nước này thực hiện. Điều đó có nghĩa là cắt đứt quan hệ với Nga. Trong khi đó, chuyên gia người Anh Alexander Mikuris đã cho biết trên blog của mình rằng quân đội Ukraine sẽ không thể giữ được Chasovia lâu do sự tấn công dữ dội của người Nga. Nhà phân tích dự đoán, tình hình gần Chasovia đã đến mức nghiêm trọng. Hiện nay, các đơn vị tốt nhất của quân đội Ukraine đã có mặt ở đó, nhưng rõ ràng là ngay cả họ cũng sẽ không thể giữ được thành phố lâu. Theo Mikuris, sự sụp đổ của lực lượng vũ trang Ukraine tại địa phương này là vấn đề tương lai gần. Chuyên gia lưu ý rằng vị trí quân đội Ukraine ở các khu vực khác nhau của đường liên lạc gây ra mối lo ngại lớn. Vụ nổ làm rung chuyển kho dầu của Nga trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Quân đội Ukraine cho biết một kho dầu của Nga đã bị tấn công qua biên giới vào đêm qua trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất vào các cơ sở do Ukraine thực hiện nhằm cản trở khả năng tiến hành xung đột của Nga. Bộ Tổng tham mưu Kiev cho biết vào ngày 28 tháng 7 theo giờ địa phương rằng lực lượng của họ đã tấn công vào kho dầu Polyova ở khu vực Kursk nằm phía bên kia biên giới đông bắc Ukraine. Bộ Tổng tham mưu cho biết hoạt động này được thực hiện một phần bởi cơ quan an ninh SBU của Ukraine. Kho hàng này trước đó đã bị nhắm làm mục tiêu giữa tháng 2. Ukraine thời gian qua liên tục nhắm mục tiêu vào các kho chứa dầu và các nhà máy lọc dầu bằng máy bay không người lái tầm xa, làm giảm lượng xuất khẩu dầu của Nga với hy vọng cắt đứt nguồn tài nguyên mà Moscow có thể chuyển vào cuộc xung đột chống lại nước láng giềng phía Tây. Thống đốc khu vực Kursk Alexei Smirnov cho biết, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho dầu và 3 thùng nhiên liệu đã bốc cháy, không có ai bị thương. Smirnov cho biết thêm, trong một tuyên bố sau đó, thống đốc cho biết rằng hệ thống phòng không đã phá hủy 2 máy bay không người lái, trong đó các mảnh vỡ rơi xuống một máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn cho một ngôi nhà ở thị trấn Mendevka ở phía nam của thành phố Kursk. Một thiết bị nổ đã được thả từ trực thăng của Ukraine xuống một tòa nhà dân cư ở Sunza, một khu định cư ở Nga gần biên giới vùng Sumy, đông bắc Ukraine. Một cư dân địa phương đã bị thương, Smirnov cho biết. Ngày 28 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không của nước này đã ngăn chặn và phá hủy 5 máy bay không người lái của Ukraine trên vùng Belgorod và 2 máy bay không người lái ở Kursk. Sau đó, Moscow tuyên bố trong các tuyên bố tiếp theo rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ 2 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Nizhny Novgorod ở phía đông Moscow
và một phương tiện không người lái khác đã bị phá hủy ở Belgorod. Ukraine cho biết kho cất đã được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Nga, đồng thời nói thêm rằng cơ sở này chứa 11 bể chứa với tổng thể tích là 7.000 mét khối. Thông báo của quân đội Ukraine cho biết, theo thông tin tình báo, hệ thống phòng không của đối phương đang hoạt động trong khu vực của cơ sở này. Những vụ nổ mạnh và hỏa hoạn đã được ghi nhận, có thể liên quan đến các xe tăng chứa sản phẩm dầu. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết cơ sở thứ hai, một trạm biến áp điện cũng ở khu vực Kursk, cũng có thể đã bị hư hại. Kênh Telegram Baza được cho là có liên kết với các cơ quan an ninh của Nga, cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã diễn ra vào 1 giờ sáng. Chia sẻ cảnh quay cho thấy một số bồn chứa dầu bốc cháy. Vào tháng 3, The Financial Times đã đưa tin rằng Mỹ đã thúc đẩy Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga vì lo ngại giá dầu toàn cầu tăng đột biến và nguy cơ bị Nga trả đũa. Một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine trước đây cũng đã từng nói rằng nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp.